Để đối phó với Trung Quốc, Bộ tứ Kim cương tiếp tục tập trận hải quân giai đoạn 2. Washington có vẻ đang mạnh tay hơn với Bắc Kinh khi mới đây Mỹ điều máy bay ném bom vào vùng ADIZ của Trung Quốc. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra cũng đang xấu đi nghiêm trọng sau nhiều tranh cãi. Trung Quốc nói Úc phải chịu trách nhiệm khi quan hệ hai bên đi xuống. Các thông tin đáng chú ý khác: Tổng thống Donald Trump sa thải giám đốc cơ quan an ninh mạng Liên hiệp quốc chi 100 triệu đô la Mỹ để ngăn ngừa nạn đói cho 7 nước châu Phi Và còn những thông tin đạo đáng chú ý trên chính trường thế giới 24 giờ qua Câu trả lời sẽ có trong FBNC Thế Giới Hôm Nay Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế Giới Hôm Nay được phát sóng trên kênh FBNC Thưa quý vị, trước sự đe dọa của Trung Quốc, nhiều nước trên thế giới đang tích cực tìm cách đối phó. Theo thông báo của Hải quân Ấn Độ, giai đoạn 2 của cuộc tập trận Hải quân Malabar với sự có mặt của lực lượng Hải quân Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 đến 20 tháng 11 tại vùng biển Ả Rập Giai đoạn 2 cuộc tập trận Malabar sẽ có sự tham gia của nhóm tàu sân bay INS Vikramaditya của nước chủ nhà cùng nhóm tàu sân bay tấn công Nimitz của Hải quân Mỹ và các chiến hạm của Nhật Bản và Australia. Các bên tham gia sẽ thực hiện diễn tập cất hạ cánh trên tàu sân bay, diễn tập phòng không với các máy bay MiG-29K, F-18 và E-2C Hawkeye. Năm nay là lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Úc tham gia diễn trận hàng hải Malabar trong vòng 13 năm qua. Việc Ấn Độ mời Úc tham gia tập trận được cho là nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực an ninh hàng hải và cũng phù hợp với sự gia tăng hợp tác quốc phòng với Úc tập trận hải quân Malabar bắt đầu trở thành cuộc diễn tập song phương giữa Ấn Độ và Mỹ kể từ năm 1992 và trở thành hoạt động quốc phòng ba bên với sự tham gia của Nhật Bản kể từ năm 2015. Để tiếp tục đáp trả lại các hành động ngang ngược của Trung Quốc, xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia khác, hôm thứ Tư 18 tháng 11, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Mỹ đã điều hai máy bay ném bom tầm xa xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông. Hành động này được đánh giá là một màn dằn mặt bằng lực lượng quân sự của Washington trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Dữ liệu từ tổ chức chuyên theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spot cho biết, hai máy bay ném bom của không quân Mỹ B-1B Lancer đã rời căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam thẳng tiến về phía Tây vào sáng ngày 17 tháng 11, sau đó đi vào vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông. Aircraft Sports nói thêm rằng những chiếc máy bay hạng nặng như vậy thường ít khi xuất hiện công khai vì chúng thường được triển khai trong các nhiệm vụ do thám. Điều này cho thấy Mỹ đang gửi đi một lời cảnh báo thẳng thừng đến Bắc Kinh. Theo các quy chế quốc tế, máy bay qua các vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông cần thông báo cho các cơ quan hữu quan nước sở tại trước khi thực hiện. Nhưng Mỹ và Nhật Bản không công nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. Trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề của Liên đoàn Tàu ngầm vừa qua, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Kenneth Braithwaite đã đề xuất lập thêm một hạm đội hoàn chỉnh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm yểm trợ hạm đội 7. Hải quân Mỹ hiện bố trí hạm đội 7 phụ trách khu vực châu Á, đặt sở chỉ huy tại Yokosuka, Nhật Bản. Nếu ý tưởng của Bộ trưởng Braithwaite được thực hiện, Mỹ sẽ có hai hạm đội hiện diện tại khu vực. Giải thích cho đề xuất của mình, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Kenneth Bradways nói, chúng tôi muốn thành lập một hạm đội hoàn chỉnh mới và đặt nó ở cửa ngõ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nhằm chứng tỏ sự hiện diện trong khu vực. Chúng ta không thể chỉ dựa vào hạm đội 7 đóng ở Nhật Bản. Chúng ta cần tìm đến những đồng minh và đối tác như Singapore, Ấn Độ và đặt một hạm đội tại khu vực có giá trị nếu có biến cố xảy ra. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Brayway đã đề xuất ý tưởng tái kích hoạt hạm đội 1 từ vài tháng trước và được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ủng hộ. Bộ trưởng Hải quân Mỹ chưa trình bày kế hoạch này với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, nhưng khẳng định mọi yếu tố đã sẵn sàng. Ông breakway không công bố chi tiết về kế hoạch như quy mô của hạm đội, liệu Washington có triển khai tàu chiến tiền phương như tại Nhật Bản hay không, cũng như cách phân chia khu vực hoạt động và ranh giới trách nhiệm giữa hạm đội 1 và hạm đội 7 tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hạm đội 7 thuộc biên chế hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ có căn cứ chính tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản. Đây là hạm đội tiền phương lớn nhất của Mỹ, phụ trách khu vực rộng 321 triệu km vuông, trải dài từ ngoài khơi quần đảo Kuril của Nga ở phía bắc đến Nam Cực, cũng như từ đường đổi ngày quốc tế ở phía đông đến biên giới Ấn Độ-Pakistan ở phía tây. Tại Đài Loan, sau khi một chiếc tiêm kích F-16 mất tích, cơ quan phòng vệ hòn đảo kêu gọi truyền thông không phỏng đoán về những gì đang xảy ra và Đài Loan sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ trước mối đe dọa từ Trung Quốc đại lục. Đài Loan quyết định tạm dừng bay toàn bộ các tiêm kích F-16 sau khi một chiếc mất tích khi đang bay huấn luyện và là chiến đấu cơ thứ hai bị mất trong vòng vài tuần qua. Giữa thời điểm gia tăng các nhiệm vụ ngăn chặn các máy bay của Trung Quốc đại lục, Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, lực lượng phòng vệ trên không đã tạm dừng tất cả các tiêm kích F16 để kiểm tra. Cơ quan phòng vệ Đài Loan kêu gọi truyền thông không phỏng đoán về những gì đang xảy ra với tiêm kích F16, đồng thời cho biết công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cần được tiếp tục vì mối đe dọa tiếp diễn từ Trung Quốc đại lục. Lực lượng phòng vệ Đài Loan đang tìm kiếm phi công Đại tá Tương Chánh Chính đã mất tích cùng máy bay. Máy bay có số hiệu 6672 biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương, ở độ cao 1820m, khoảng 2 phút sau khi cất cánh. Máy bay có 2.861 giờ bay, trong đó có 52 giờ bay trong 52 sứ mệnh sau lần bảo trì gần đây nhất là từ ngày 23 tháng 8 đến 19 tháng 9. Chuyển sang một thông tin về quan hệ Trung Quốc và Úc. Vào ngày 17 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, việc nước này và Úc căng thẳng trong thời gian gần đây, phần lớn là do Úc và chính phủ nước này phải chịu trách nhiệm. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Úc cũng là thị trường chủ chốt của hàng loạt các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Úc, tuy nhiên căng thẳng về kinh tế đã gia tăng mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Nhìn vào quá khứ một vài năm gần đây, quan hệ Trung Quốc và Úc đang chịu ảnh hưởng của những người vẫn mang tư duy chiến tranh lạnh. Họ cho rằng sự phát triển của Trung Quốc tạo ra mối đe dọa và đã có những bước đi sai lầm, đưa hai bên rơi vào một giai đoạn vô cùng khó khăn. Úc nên nhìn thẳng vào sự thật và có các bước đi sửa chữa sai lầm. Được biết, sau khi Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi thế giới cần điều tra làm rõ nguồn gốc COVID-19, Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch trả đũa kinh tế khi cấm nhập khẩu và tăng thuế hàng loạt các mặt hàng từ Úc như than đá, tôm hùm, rượu vang và thịt bò. Phía Úc cho rằng đây là những hành động đàn áp kinh tế bất công và đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Quý vị thân mến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến BRICS mới đây đã kêu gọi các thành viên hãy tích cực hợp tác trong phòng chống COVID-19, liên kết giúp phục hồi kinh tế sau đại dịch và xây dựng một tương lai tốt đẹp chung cho toàn nhân loại. Hội nghị được điều hành bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là nước chủ nhà luân phiên năm nay. BRICS gồm 5 thành viên là 5 nền kinh tế mới nổi: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Trong thông điệp ông Tập cho biết, năm nay COVID-19 đã ảnh hưởng xấu tới kinh tế thế giới, có lẽ chỉ sau cuộc đại suy thoái như năm 1930, và kêu gọi các quốc gia hợp tác để vượt qua. Chúng tôi tin tưởng rằng hòa bình và phát triển thịnh vượng là những lý tưởng trường tồn theo thời gian. Một thế giới đa cực toàn cầu hóa là xu hướng không thể đảo ngược. Chúng ta cùng hợp sức để làm cho cuộc sống người dân tốt đẹp hơn mỗi ngày, đóng góp cho xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại, thông qua các hành động cụ thể. Ngoài ra, ông Tập cũng kêu gọi các nước tôn trọng chủ quyền, tôn trọng con đường phát triển và không can thiệp vào tình hình nội bộ của nhau. Ông Tập đưa ra phát biểu trên khi gần đây Trung Quốc liên tục bị chỉ trích vì xâm phạm chủ quyền các nước láng giềng, cũng như đàn áp các nhóm dân tộc thiểu số trong nước. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Stilwell trong một phát biểu đã nói rằng nếu Trung Quốc trở thành siêu cường và dẫn dắt thế giới, thì đó sẽ là một tương lai không có sự tôn trọng luật pháp và sẽ chỉ có sự cúi đầu trước sức mạnh. Cũng liên quan đến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong cuộc họp cấp cao của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc, nơi pha trộn giữa sự hiện đại và pháp luật kỷ cương được tôn trọng. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quân Giải phóng Nhân dân đã điều hành cuộc họp. Ngoài ông Tập, các thành viên khác của Bộ Chính trị cũng có mặt như Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương Triệu Lạc Tế, Phó Thủ tướng Hàng Chính và Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Vương Hổ Ninh. Ông Tập khẳng định xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, kết hợp vận dụng hiệu quả những mặt tích cực của chủ nghĩa mát là con đường mà Trung Quốc sẽ đi, cần đi và phải đi nhằm hướng đến một xã hội hiện đại có kinh tế phát triển, nơi đời sống người dân được bảo đảm và luật pháp được tôn trọng. Ngoài ra ông Tập cũng khẳng định tầm quan trọng của việc Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện là chìa khóa cho mọi thành công trong quá khứ lẫn hiện tại. Tất cả mọi cá nhân tổ chức đều không được xa rời sự lãnh đạo và chủ trương của Đảng. Ông Tập đang là Tổng bí thư nhiệm kỳ 2 và sẽ kết thúc vào năm 2022. Nhiều người dự đoán ông sẽ tiếp tục nắm quyền sau khi giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước tối đa 2 lần bị ông bãi bỏ vào năm 2018. Chuyển sang các thông tin về tình hình nước Mỹ, vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã thông báo trên Twitter rằng đã sa thải giám đốc cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng CISA Chris Krebs, cáo buộc ông này đã đưa ra tuyên bố rất không chính xác về an ninh bầu cử Mỹ. Cụ thể, ông Trump viết trên Twitter rằng tuyên bố gần đây của ông Chris Kraft về an ninh của cuộc bầu cử 2020 rất không chính xác. Cuộc bầu cử có nhiều bất đồng và gian lận. Do đó, ông Chris Kraft phải chấm dứt chức vụ giám đốc cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng với hiệu lực ngay lập tức. CISA thuộc Bộ An ninh Nội địa là cơ quan chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc bảo đảm an ninh bầu cử tổng thống Mỹ. Tuần trước CISA đã lên tiếng sau tuyên bố vô căn cứ của ông Trump về việc có 2,7 triệu phiếu bầu cho ông bị xóa khỏi cuộc bầu cử diễn ra ngày 3 tháng 11, khẳng định đây là cuộc bầu cử đáng tin cậy nhất lịch sử nước Mỹ. Trước đó ông Trump cũng đã sa thải một số quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc trong bối cảnh truyền thông đưa tin về những bất mãn ngày càng gia tăng của ông Trump đối với giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA Gina Haspel theo một vài nguồn tin giấu tên tổng thống đắc cử của mỹ ông joe biden sẽ không tiến hành các cuộc điều tra về ông trump sau khi ông rời nhà trắng do lo ngại đất nước chia rẽ thêm Ông Biden được cho là đã cũng cảnh báo một số đảng viên dân chủ muốn điều tra ông Trump sau khi ông không còn được bảo vệ pháp lý. Tổng thống đắc cử Mỹ lo ngại những cuộc điều tra như vậy sẽ chỉ khoét sâu sự chia rẽ chính trị tại Mỹ. Trong khi tổng thống đắc cử công khai tuyên bố rằng nhiệm vụ của ông là đoàn kết người dân vượt qua những ranh giới về đảng phái. Ông Biden đặc biệt lo lắng về các cáo buộc điều tra thuế liên bang hiện nay đối với Trump hoặc khả năng các công tố viên sẽ chống lại những lệnh ân xá mà tổng thống Mỹ dành cho các thành viên trong đội ngũ của ông trước khi rời nhiệm sở. Một cố vấn cho biết Biden từng nói rõ rằng ông chỉ muốn bỏ qua sau khi Trump kết thúc nhiệm kỳ. Sau khi ông Biden nhậm chức, Bộ Tư pháp Mỹ dưới quyền hành của ông ta có thể không điều tra ông Trump. Tuy nhiên, ông không có thẩm quyền ngăn những cuộc điều tra do giới chức cấp bang và nằm ngoài liên bang dẫn đầu như các vụ mà Tổng trưởng lý New York, ông Letitia James và công tố viên quận Manhattan, ông Cyrus Vance đang tiến hành. Nhiều năm qua, ông Vance đã đấu tranh để thu thập hồ sơ thuế của ông Trump, trong khi ông James đang điều tra các giao dịch của Trump Organization. Đại diện chính quyền Iran đã tuyên bố sẽ nghiêng nát Mỹ nếu các cơ sở hạt nhân của nước này bị tấn công. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng ông Trump muốn phát động tấn công để phá hủy cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran. Theo truyền thông Mỹ, người đứng đầu Nhà Trắng được cho là được chủ trì một cuộc họp ở phòng bầu dục hôm 12 tháng 11 để thảo luận về kế hoạch không kích các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran. Tuy nhiên, các cố vấn đã can ngăn được ý định trên. Trước thông tin trên, phát ngôn viên của chính phủ Iran, ông Ali Jabei đáp trả, bất kỳ động thái nào ảnh hưởng tiêu cực đến Iran đều sẽ bị nghiền nát. Bộ trưởng Năng lượng Israel Ông Yuval Steinitz cho rằng việc Mỹ có ý định không kích Iran không phải là điều khó hiểu. Người Iran nên hiểu rằng nếu họ đột ngột tăng trữ lượng vũ khí hạt nhân, họ hoàn toàn có khả năng đối mặt với áp lực quân sự không chỉ từ Mỹ mà còn từ nhiều nước khác. Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo có kế hoạch ghé thăm Israel vào ngày 18 tháng 11. Iran và Israel vốn có mâu thuẫn kéo dài trong nhiều thập kỷ. Vào hôm thứ Ba 17 tháng 11, phía Mỹ đã bất ngờ đưa ra tuyên bố hủy cáo trạng về tội danh buôn bán chất cấm đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, ông Salvador Cienfugos, và chuyển cuộc điều tra cho Mexico do tính chất nhạy cảm của vụ án. Tuyên bố được đưa ra trong buổi gặp mặt giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Văn phòng Tổng Công tố Mexico. Công tố viên quận Đông ở New York cho biết, Mỹ xác định rằng những cân nhắc về chính sách đối ngoại quan trọng và nhạy cảm lớn hơn lợi ích chính phủ thu được trong việc truy tố bị can. Trước đó, giới chức Mỹ đã cáo buộc ông Sean Fuegos, cựu tướng 72 tuổi, lạm dụng quyền lực để bảo vệ một băng đảng buôn bán chất cấm tại Benchen, Leyva ở Mexico. Ông Sean Fuegos đã đồng ý tự nguyện quay lại Mexico nếu Mỹ hủy cáo trạng nhằm vào ông ta. Ông Sean Fuegos, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời của Tổng thống Enrique Pana Nieto từ năm 2012 đến năm 2018, bị giới chức Mỹ bắt tại sân bay Los Angeles hồi tháng 10 khi đang đi nghỉ cùng gia đình. Ông Sean Fuegos có thể sẽ được cảnh sát tư pháp Mỹ áp giải trở lại Mexico. Việc bắt ông Sean Fuegos, người trong nhiều năm hợp tác chặt chẽ với đối tác Mỹ về các vấn đề hình sự xuyên biên giới nhạy cảm, đã gây căng thẳng nghiêm trọng cho quan hệ an ninh hai nước. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Trong cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihide Suga và người đồng cấp Úc ông Scott Morrison tại Tokyo, hai bên đã đạt thỏa thuận mới cho phép các lực lượng vũ trang tập trận chung, thăm lẫn nhau và có thể cùng tiến hành các hoạt động quân sự thủ tướng nhật nói rằng thỏa thuận tiếp cận tương hỗ raa sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh và quốc phòng giữa nhật và úc lên một tầm cao mới ông suga nói thêm tại khu vực ấn độ dương thái bình dương sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa nhật và úc hai quốc gia có ý chí và năng lực đóng góp cho sự hòa bình và ổn định khu vực đang trở nên ngày càng quan trọng trong đó ông morrison ca ngợi raa là một thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt của chúng tôi trở nên thậm chí mạnh mẽ hơn bởi hôm nay chúng tôi đã đạt được bước tiến quan trọng Thỏa thuận RAA đã được thảo luận trong 6 năm, được cho là giúp củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai đồng minh của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực gây ảnh hưởng khắp khu vực, còn Mỹ đang trải qua quá trình chuyển đổi bộ máy lãnh đạo. Hồi đầu tháng 10, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Australia, Nhật và Ấn Độ, hay còn gọi là Bộ Tứ, cũng họp tại Tokyo để thảo luận về sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do cởi mở nhằm đối phó với Trung Quốc. Vừa qua, Đức đã cáo buộc Nga và Trung Quốc ngăn cản Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra phán quyết xem liệu Triều Tiên có vi phạm mức trần nhập khẩu dầu mà cơ quan này đặt ra hay không. Hội đồng Bảo an đã tăng cường chế tài Triều Tiên kể từ năm 2006 trong một nỗ lực bóp nghẹt, nguồn tài trợ cho chương trình phi đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vào năm 2017, Liên Hiệp Quốc áp đặt mức trần hàng năm là 500.000 thùng xăng dầu nhập khẩu. Trung Quốc và Nga là hai nước duy nhất thông báo cho Ủy ban chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình xăng dầu xuất khẩu cho Bình Nhưỡng. Nhưng họ báo cáo theo đơn vị tấn thay vì đơn vị thùng. Ủy ban chưa đồng ý về tỷ lệ chuyển đổi để quyết định khi nào được xem là chạm mức trần. Đại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc Christoph Hustren, Chủ tịch Ủy ban Chế tài cho biết, vấn đề này nằm trong nghị trình không dưới 3 năm để tìm một thỏa thuận về tỷ lệ chuyển đổi. Do đó, Nga và Trung Quốc đang cản trở tiến trình và chính trị hóa đề tài này. Trong 3 năm qua, Mỹ và hàng chục nước đồng minh đã cáo buộc Triều Tiên phá vỡ mức trần xăng dầu qua việc nhập khẩu bất hợp pháp và kêu gọi ngưng tất cả những chuyến hàng. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc liên tục ngăn cản Ủy ban chế tài đưa ra một tuyên bố như vậy. Phái bộ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc vẫn chưa phản hồi trước các thông tin này. Vào thứ ba, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua việc triển khai quân đội tham gia lực lượng Nga tại một trạm quan sát ở Nagorno-Karabakh sau khi Armenia và Azerbaijan ký một thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian để chấm dứt giao tranh trong khu vực. Theo đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng quân tại trung tâm trong một năm như một phần của thỏa thuận giữa Ankara và Moscow để giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn. Khoảng 2.000 binh sĩ nhìn giữ hòa bình của Nga hiện cũng đang triển khai tới khu vực. Trong một bức thư gửi tới Quốc hội yêu cầu sự chấp thuận, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong lực lượng gìn giữ hòa bình và thêm rằng nếu cần, các nhân viên dân sự từ đất nước chúng ta cũng sẽ góp mặt vì lợi ích của hòa bình và thịnh vượng của người dân khu vực và cần thiết cho lợi ích quốc gia của chúng ta trước đó thổ nhĩ kỳ đã chỉ trích armenia chiếm đóng vùng đất azeri và cam kết đoàn kết với tộc người thổ nhĩ kỳ ở azerbaijan armenia phủ nhận cáo buộc này trong thời gian diễn ra cuộc giao tranh giữa azerbaijan và các lực lượng armenia thổ nhĩ kỳ tuyên bố công khai sự ủng hộ đối với các quốc gia đồng minh thậm chí các nguồn tin quốc tế còn cho biết lính đánh thuê syria đã góp mặt ở khu vực tranh chấp chiến đấu giúp đỡ azerbaijan vào ngày 17 tháng 11, Trung Quốc đang chuẩn bị phóng tên lửa mang robot có khả năng thu thập thêm nhiều mẫu đất đá trên mặt trăng sau hàng thập niên bỏ ngỏ. Tên lửa Long March 5 được vận chuyển bằng máy kéo từ nhà chứa máy bay đến địa điểm phóng gần đó tại căn cứ không gian ở Wenchen dọc theo bờ biển của tỉnh đảo phía nam Hải Nam. Sứ mệnh trang E5 dự kiến sẽ khởi động vào đầu tuần tới. Đặt một tàu đổ bộ lên mặt trăng sẽ khoan 2 mét dưới bề mặt. Xúc đá và các mảnh vỡ khác để đưa về trái đất Điều đó sẽ cho phép các nhà khoa học lần đầu tiên nghiên cứu các vật liệu mới thu được trên mặt trăng kể từ các sứ mệnh của Mỹ và Nga trong những năm 1960 và 1970. Sứ mệnh được đặt tên cho nữ thần Mặt Trăng của Trung Quốc là một trong những sứ mệnh tham vọng nhất của Trung Quốc khi chương trình không gian của họ tiếp tục xây dựng hơi nước kể từ lần đầu tiên đưa một người lên vũ trụ vào năm 2003, trở thành quốc gia thứ ba làm được điều này sau Mỹ và Nga. Trung Quốc hiện đang có một sứ mệnh trên đường tới sao Hỏa, cùng với một tàu thám hiểm ở phía xa của Mặt Trăng đang cung cấp các phép đo đầy đủ đầu tiên về mức độ phơi nhiễm bức xạ từ bề mặt Mặt Trăng, thông tin quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào có kế hoạch cử phi hành gia lên Mặt Trăng. Mới đây, ông Mark Lowcock, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, người chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động cứu trợ khẩn cấp của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA), đã thông báo sẽ sử dụng 100 triệu đô la Mỹ trong quỹ khẩn cấp của cơ quan này nhằm giúp bảy quốc gia phòng ngừa nạn đói bắt nguồn từ xung đột vũ trang, kinh tế yếu kém, thiên tai do biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch, Liên Hiệp Quốc sẽ phân bổ khoảng 30 triệu đô la Mỹ cho Yemen, 15 triệu đô la Mỹ dành cho Afghanistan, 15 triệu đô la Mỹ cho Đông Bắc Nigeria. Các nước Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Burkina Faso cũng có tên trong danh sách nhận cứu trợ. Ông Dowcock cho biết 20 triệu đô la Mỹ cũng sẽ được dành riêng để hỗ trợ chính quyền tại Ethiopia. Tuyên bố ngày 17 tháng 11, Phó Tổng thư ký Lowcock nhấn mạnh tác động của nạn đói đối với một quốc gia sẽ rất khủng khiếp và kéo dài. Trong năm 2020, đã có khoảng 500 triệu đô la Mỹ được phân bổ cho Quỹ ứng phó khẩn cấp, trung tâm của Liên Hợp Quốc, cho phép cơ quan này nhanh chóng ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo mới hoặc các tình trạng khẩn cấp mà không cần chờ các nhà tài trợ thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thế giới hôm nay ngọc mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh fbnc